tin về thị trường việc làm ở Mỹ được cải thiện đã làm dấy lên những lo ngại về khả năng giảm đầu tư vào Ấn Độ. Điều này đã khiến cho đồng rupee tại Ấn Độ lại tiếp tục giảm trong tháng thứ hai liên tiếp. Kể từ tháng 5 năm 2013 đến nay, đồng rupee đã giảm 12% so với đồng đô la Mỹ, đánh dấu mức giảm sâu nhất về tỷ giá tại các thị trường mới nổi. Sự sụt giảm giá của đồng rupee được cho là chịu tác động từ tình hình việc làm ở Mỹ. Một khi tình hình việc làm ở Mỹ được cải thiện, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed rất có thể sẽ ngưng kế hoạch kích thích tiền tệ, và khi đó đầu tư nước ngoài vào Ấn Độ sẽ bị thu hẹp. Sau thông tin này, Ngân hàng Trung ương Ấn Độ RBI lập tức có những biện pháp mới nhằm duy trì tỷ giá. Tuy nhiên, đồng rupee vẫn tiếp tục suy giảm. Các chuyên gia cho rằng, những nỗ lực của RBI có thể tránh được mức giảm giá sâu, chứ không thể ngăn đà giảm của đồng rupee. Họ có thể tung ra 10 tỷ đô la Mỹ hay thậm chí 15 tỷ đô la Mỹ để can thiệp tỷ giá. Cục diện khả quan có thể được duy trì trong khoảng một tuần, rồi sau đó tỷ giá vẫn sẽ quay về trạng thái cân bằng tự nhiên của nó. Chúng tôi ghi nhận sự nỗ lực của RBI, nhưng họ sẽ không can thiệp được bao nhiêu. Khu vực tài chính Ấn Độ vốn phụ thuộc nhiều vào đầu tư nước ngoài và quốc gia này. Do tình hình kinh tế thế giới ảm đạm, nhiều thương vụ đầu tư vào khu vực tài chính Ấn Độ đã bị thu hồi, giáng một đòn khá mạnh vào nền kinh tế của nước này. Vào năm 2012, chính phủ Ấn Độ đã đề ra một đạo luật cho phép đầu tư nước ngoài đẩy mạnh thâm nhập vào thị trường này. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng sẽ còn khá lâu mới thấy được tác động rõ rệt của đạo luật. Chính phủ mời gọi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và đầu tư vào ngành bán lẻ, nhưng những điều kiện kèm theo lại khá nhiều, không dễ gì làm ăn được ở thị trường Ấn Độ. Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ đang có chuyến viếng thăm tại Mỹ với mục đích kêu gọi đầu tư, đặc biệt là đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Mặt khác, các chuyên gia nhấn mạnh, đồng rupee vẫn có cơ hội nhích lên một ít khi chính phủ Ngân hàng Trung ương Ấn Độ có biện pháp điều chỉnh phù hợp.